xin chào toàn thể các anh chị em đến với kênh mua bán xe lướt của em, và em là Đức Duy. Em chúc toàn thể các anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả, cũng như là gặp thật là nhiều may mắn anh chị nhé. Thì hôm nay em có về một sản phẩm Kia Sportage, xe nhập khẩu nguyên chiếc, bản full kịch nóc, bản nội địa của Hàn Quốc các bác nhé. Xe sản xuất 14, xe chạy 6 vạn 9 km, rất là mới luôn. Thì về thì cửa hàng em đã có spa nhẹ lại một chút, cũng như là đánh bóng lại cả xe, sau đó là em quay video cho các bác xem, rất là mới luôn. Đấy, bản cao cấp nhất thì đã được trang bị, ví dụ như là la răng phay này, đèn trước của nó đã có đèn led ban ngày, cũng như là đèn bi nhé các bác nhé. Đấy, lốp thì sử dụng lốp Hàn Quốc. Đấy, cả 5 quả luôn. Lốp thì còn khá là mới. Đấy, người chủ người ta cũng mới làm dàn lốp mới rồi, đêm nào là các bác về cũng không phải đầu tư vì lốp quá nhiều đâu, nên là cũng đỡ được một phần chi phí cho các bác. Xe thì rất là đẹp luôn. Một chủ từ đầu 6 vạn 9. Đấy, đây là một chủ từ đầu thì xem rất là dễ các bác ạ. Ví dụ như phần ghế lái của em nó đây, còn rất là tươi, rất là đẹp. Cũng đã có những xuống màu, ví dụ như là vẫn có cái vết, các cái vết bị hơi chóc chóc ra đây một chút này các bác này. Nhưng mà cũng không đáng kể đâu, vì đến thời điểm hiện tại thì em nó cũng đã được 6 năm rồi. Đấy, 6 năm, hơn 6 năm rồi. Thì cá nhân của em đánh giá thì chiếc xe đã vẫn còn rất đáng để các bác có thể xem, cũng như là trải nghiệm một chiếc Sportage. Chiếc này thì là cùng phân khúc với cả là Hyundai Tucson đấy các bác ạ. Đấy, nhưng mà tính ra thì em nó còn nhiều option hơn Tucson rất là nhiều trong cùng phân khúc. Cửa sổ trời toàn cảnh đấy các bác này. Đấy, tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết các cái tính năng khác ở phần ghế lái. Em sẽ đi quanh một vòng cho các bác xem trước. Cốp rất là rộng. Đấy, cốp rất là rộng. Xe thì không chở đồ quá nhiều nên là những cái vết xước bên này còn rất là ít. Loa thì sử dụng loa Infinity nhé các bác nhé, 8 loa Infinity rất là hay. Biển số Hà Nội cũng khá là đẹp. Đấy, la răng phay hết, không xước một quả nào các bác nhé. Cửa gió hàng ghế thứ hai đầy đủ luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Phần nội thất của em nó còn rất là đẹp. Chỉ có cái phần ghế lái của nó thôi là nó bị bắt đầu có hiện tượng hơi chóc chóc. Cái đấy thì không đáng kể đâu. Còn đâu tất cả các cái ghế còn lại thì còn rất là mới luôn. Rất là mới, rất là đẹp. Phần ghế phụ đây, bản 2 chấm, sử dụng động cơ 2.0 nhé. Bản full nên là ghế bên lái đã có cái ghế bên lái chỉnh điện rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ghế bên phụ này, còn rất đẹp luôn nhé. Rất mới, rất đẹp luôn này. Đấy, rất căng. Loa Infinity nghe rất là hay luôn. Một sự trải nghiệm không hề tồi trong phân khúc tầm khoảng 600 triệu các bác ạ. Chiếc xe em bán ra thì có cam kết bảo hành cho các bác là 1 năm, tương đương với 10.000 km. Bảo hành 4 tiêu chí là xe không bị đâm đụng tai nạn, không gặp nước thủy kích. Động cơ số nguyên bản và giấy tờ pháp lý của xe là minh bạch. Đấy, xe em bán ra có cấp bảo hành. Cũng như là em vẫn khuyên khách hàng nên đưa vào chính hãng để kiểm tra chất lượng xe. Bên em thì không ngại cái vấn đề check cũng như là kiểm tra chất lượng xe đâu. Các bác ở xa thì có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình của em là 0985 33 7070, để em có thể gọi điện cho em, để em có thể tư vấn cũng như là trao đổi cho các bác về các cái thủ tục xe, hoặc là các bác đang có nhu cầu tìm xe nào thì có thể là gọi điện cho em, vì bên em rất là nhiều các xe lướt cũng như là siêu lướt phục vụ cho các bác, từ dòng chung cho đến dòng xe cao cấp thì rất là đầy đủ luôn. Đây, em sẽ vào luôn cái phần ghế lái này, một vài các tính năng nó cao cấp cho các bác xem. Đây, xe chạy 6 vạn 9 các bác nhé. Đây, đủ zin hết luôn này. Đấy, vô lăng này, vô lăng da này, còn rất là mới. Đấy, đầy đủ cruise control, tích hợp vô lăng, cảm biến đèn, cảm biến gạt mưa, hỗ trợ xuống đèo này, hỗ trợ đổ đèo này. Đây, em nó đây, bắt được cả Bluetooth nhá, cũng như là táo sử dụng loa Infinity này, Bluetooth đầy đủ hết này các bác này. Đấy, đầy đủ đĩa này, cũng như là đèn nổ start stop, điều hòa hai vùng riêng biệt. Củ số của em nó đây, tuyệt đẹp luôn. Đấy, sưởi ghế, sưởi vô lăng hai, sấy ghế nóng lạnh hai bên này. Đấy, rất nhiều có tính năng cao cấp mà rất là xịn sò ở một chiếc xe mà 24 thôi, nhưng nó đã được trang bị rất là nhiều cái tính năng cao cấp của chiếc xe cá nhân em đánh giá là nó phải là 28.
Đấy, nên là sự trải nghiệm này không hề tồi với các bác đâu. Chiếc xe Kia Sportage sản xuất và đăng ký 2014, một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Em đang bán với giá là 635 triệu đồng có thương lượng các bác nhé. Các bác hãy gọi cho em cũng như là đến địa chỉ là 106 Nguyễn Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để có thể chạy cũng như là trải nghiệm chiếc xe Kia Sportage này cùng em. Ưng thì các bác có thể ủng hộ cho em. Số điện thoại hot trên màn hình của em là 0985337070. Em là Đức Duy. Em sẽ phục vụ các bác cũng như là chia sẻ các cái kinh nghiệm của em về xe cũng như là các bác qua đây uống chén nước với em để trải nghiệm chiếc xe cùng em. Xem là các bác có ưng chiếc xe không. Sau đó là mình quyết định mua, không vấn đề gì cả. Đấy. Đây là toàn bộ cái video em đánh giá chi tiết về chiếc xe Kia Sportage sản xuất 2014 của em. Em đang bán với giá là 635 triệu đồng. Các bác nào yêu thích em nó thì hãy gọi cho em để có cái giá nó tốt nhất cũng như là ưu đãi nhất về cái sản phẩm của bên em các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.